Vijay vừa được công bố là huấn luyện viên trong mùa 4 của chương trình Rap Việt. Anh đang là cái tên hot nhất lúc này. Trong nhiều ngày vừa qua đã dính vào ồn ào rất lớn về quá khứ của mình khi có những phát ngôn, hành động mang tính phổng nạn. Nam rapper từng có những bài đăng bị cho là xúc phạm đến lãnh tụ Việt Nam. Bài đăng khác, anh từng chia sẻ hình ảnh, xăm bản đồ Việt Nam trên cánh tay kèm chia sẻ, thủ đô rời về Sài Gòn rồi nha. Giữa tâm bão hưởng ứng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã bị lên tiếng chỉ trích một cách mạnh mẽ. Không ngoại lệ, anh có thể sẽ bị đánh bay luôn sự nghiệp lần này của mình, khi vừa mới bị cắt hết hợp đồng quảng cáo lớn và có thể sẽ phải đền bù. Đang bị làn sóng tẩy chay khủng khiếp đến từ người Việt Nam, có thể sẽ rất bị cầm sóng và bị thay thế làm huấn luyện viên tại chương trình Rap Việt mùa 4. Giữa ồn ào, Vijay đã khóa bảo vệ trang cá nhân và không đưa ra phản hồi. Phía chương trình Rap Việt cũng chưa lên tiếng về lùm xùm này của nam rapper. Mới đây ít ngày, anh đã mở lại page của mình và chính thức có bài viết để xin lỗi đến công chúng về những suy nghĩ thiếu hiểu biết của mình trong quá khứ. Nam rapper cho biết ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng với sự sốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Từ khi về Việt Nam, anh đã chủ động làm việc với công an thành phố Hồ Chí Minh để tự nhận những việc làm sai trái trong quá khứ và có những hình thức khắc phục rõ ràng, chủ động xóa các bài viết, bài hát có nội dung lệch lạc trong quá khứ. Hiện nay Vijay đã trở thành một con người khác, mong muốn được mọi người đón nhận và cho cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho những hoạt động ý nghĩa và có ích cho nước nhà. Mong công chúng và khán giả để có cơ hội tự sửa sai, được làm việc và sống với đam mê âm nhạc của mình, phấn đấu mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn so với trước đây. Đến nay bài viết nhận được nhiều quan tâm chia sẻ từ cộng đồng mạng, có hơn 200.000 lượt tương tác trên Facebook, nhiều người tỏ ra thông cảm cùng với đó, đồng thời, phần lớn dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, đòi tẩy chay và cũng mong phía cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý. Đến nay thì Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận được thông tin và sẽ sớm có hướng xử lý việc Vijay phát ngôn nhạy cảm này. Nhiều bài viết trên Facebook và bài nhạc đến nay đã được Vijay gỡ xuống, mới nhất tiêu biểu là bài diss Thất Đức, tạo nên lịch sử của rap Việt khi bài diss có lượng view cao nhất. Bài diss khiến cho Rick Choi phải khóc thét mỗi khi nghe thấy. Việc gỡ bài nhạc xuống cũng khiến cho nhiều fan rap phải tiếc nuối. Nhưng sự thật là vậy, dù nhạc hay nhưng đụng tới lòng tự tôn của dân tộc, đặc biệt các vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam thì khó lòng mà có thể dung thứ. Các bạn có những suy nghĩ gì qua sự việc của nam rapper từng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích bởi những bài nhạc hay, nhưng đến nay thì có thể sẽ phải mất hết sự nghiệp? Cùng chờ đợi từ Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những thông báo chính thức, và cả nhà đài chương trình Rap Việt mùa 4 sắp diễn ra vào tháng 9 này liệu có những gì hay ho không? Để lại ý kiến của mình dưới phần comment, bấm đăng ký kênh để theo dõi xem thêm những video khác nữa nha!